chuẩn bị xuất xưởng cho anh em máy trang trại. Giờ xe xong rồi nha, chuẩn bị bàn giao cho anh em luôn. 32 trang trại. Trung. Lớp số 50/2. Xe hộp lại lớn luôn. Hộp lại lớn anh em nha. Hộp số cửu long. Số này, số quay xa nhé, em coi cho nó rõ. Lốp 825 anh nhé. Chiếc này thắng hơi lốc kê luôn anh em nhé. Hơi lốc kê. Nhịp tầng cho anh em luôn. Xi nhan đầy đủ luôn. Nhông. Tới Trung. Nhìn mấy 32 quá đẹp rồi nhỉ. 32 trang trại. Ai thích cái bô này thì alo, alo em nha. Em tháo ra em bán cho anh em này. Nhiều cái xe này nguyên chiếc đầy đủ vậy. Cầu 2 tấn rưỡi anh em, thắng hơi lốc kê đầy đủ. Là cái giá 145 anh em này. Nhiều lúc anh em có hỏi mình là một chiếc là bao nhiêu tiền ấy, thì cũng tùy loại, tùy máy nữa anh em nha, tùy loại tời nhỏ, tời lớn nữa. Nói chung là có cái nhiều giá khác nhau lắm, với lại một phần nữa sắt nữa. Có chiếc thì sắt làm sắt dày thì nó rẻ tiền hơn, còn này là sắt dày. Ông Thành, ông Bali luôn nha. Đó, ông Bali luôn, ông Bali luôn. Rồi những lúc có những cái anh em lại thích vô lăng Hyundai thì ráp thêm vô lăng Hyundai thêm tiền. Nhưng mà rất nhiều giá khác nhau nha. Giờ thì chiếc này về buôn tá này anh em này.